biết nhiều việc thì phiền não nhiều, quen nhiều người thì thị phi nhiều. Hai câu này là lời nói chí lý. Vì vậy người tu hành thật sự biết càng ít việc càng tốt. Nếu việc này đối với chính mình không có quan hệ gì thì không cần biết. Nếu như biết thì sẽ tăng trưởng phiền não chấp trước của chính bạn, tăng trưởng tập khí nghiệp chướng của chính bạn rồi. Vậy thì đâu cần phải làm những việc như vậy. Tôi học Phật 48 năm. Sở trường của tôi chính là biết rất ít sự việc. Tôi không những không dò hỏi việc của người khác. Các bạn thường xuyên tiếp xúc với tôi, hơi để ý một chút liền biết là có rất nhiều người khi gặp tôi từ trước đến nay chưa từng hỏi người đó họ của bạn là gì, tên của bạn là gì, lại càng không hỏi bạn ở chỗ nào,